lại nói về Tam Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến yêu quái đại đạo, hắn không tốn chút sức lực nào đã thu phục được Tiểu Vũ. Sức mạnh cường đại của hắn đè ép đại yêu Tôn Ngộ Không, khiếu chiến và rồi lên bảng. Ngưu Tiểu Muội thì bị trọng thương trong trận chiến kịch liệt ở biên bờ kia. Nhật Hổ đã tử vong sau khi đánh bại hết tất cả đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn theo Tiểu Vũ bay về phía Bỉ Ngạn. Lúc đám người Đường Tam Tạng đang rầu rĩ vì không có đối sách đuổi theo, tộc nhân Ngư xuất hiện. Tộc nhân Ngư sống ở Đại Hắc Hà, phân cách giữa Bỉ Ngạn và nhân gian, là người canh giữ của Bỉ Ngạn. Đội của Đường Tam Tạng nhận lời mời ở lại trong Nhân Ngư Quốc, đợi thời cơ tiến vào Bỉ Ngạn. Cùng lúc đó, Ám Ảnh Thiên Thần cùng vì mục tiêu là Kỳ Kinh, dưới sự giúp đỡ của Ngân Sa Nhân Ngư, chuẩn bị tiến vào Bỉ Ngạn đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trận đấu cuối cùng chính là ở Bỉ Ngạn, lúc này tại Nhân Ngư Quốc. Đường Tam Tạng đang tiến hành cuộc huấn luyện cuối cùng cho Bạch Lang. Dưới sự thúc giục nghiêm khắc của Đường Tam Tạng, thân thể Bạch Lang xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Khả năng nói chuyện của Bạch Lang đang giảm dần, ý thức cũng từ từ biến mất. Bạch Lang đã kích phát được tiềm năng cực hạn của mình. Miệng nó cứ nói, giết, ta giết ngươi. Nó lao tới vùng chảo tấn công Đường Tam Tạng. Chính là thứ này, con dã thú trước giờ ẩn mình trong người nó. Yêu hồn cùng lúc có đặc chất của một hổ, một sói, còn mạnh hơn so với Đường Tam Tạng tưởng tượng. Đường Tam Tạng nói, bây giờ đã đến lúc làm ta sợ hãi. Nó có thiên phú người khác không nhìn ra, ảo diệu khôn lường. Thật muốn chỉ dẫn nó thêm mấy năm nữa, nếu như có cơ hội đó. Một hồi lâu sau, ba giới chạy tới gọi Bạch Lang. Này dậy đi, còn ngủ nữa. Bạch Lang nói, ba giới sư huynh. Ba giới nói, đại chiều lên rồi, chúng ta phải khởi hành. Bạch Lang nói, đệ ngủ bao lâu rồi? Ngộ Tĩnh nói, 3 ngày. Mau thu dọn đồ đi, sắp đi rồi đó. Bạch Lang nói, đệ lúc đó đang huấn luyện cùng sư phụ, ký ức có chút mơ hồ, ta liều mạng công kích sư phụ, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Ta đã bị sư phụ đánh bại sao? Nhất định là như vậy rồi, thân thể không có cảm giác bị thương, là do ngủ ly bì nên hồi phục lại sao? Này các huynh, đợi đệ với. Ra tới, Bạch Lang gặp sư phụ đang nhờ nhân ngư chăm sóc cho Ngư Tiểu Muội. Bạch Lang tiến tới nói, sư phụ, thì ra con đã ngủ 3 ngày liền. Con nhớ lúc đó đang cùng sư phụ tác chiến trong đợt huấn luyện cuối cùng, sau đó thì không còn nhớ gì cả. Sư phụ xem ra tâm trạng rất thư thái, có chuyện gì tốt xảy ra sao? Đường Tam Tạng nói, ừ, một chút. Rồi ông kéo Bạch Lang nói, mau lên thuyền đi, nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần của mọi người đều rất tốt. Tinh thần tốt, vận may sẽ tốt. Tiếp theo đây, mọi thứ sẽ thuận lợi. Tiểu bối đứng trên thuyền nói, đại pháp sư, mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta khởi hành thôi, tiến tới Bỉ Ngạn. Ngay sau đó họ bắt đầu xuất phát. Đường Tam Tạng nói, muốn cứu Tiểu Vũ từ tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, tin rằng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng tin rằng dựa vào mấy người chúng ta nhất định có cơ hội. Mọi người, chúng ta đã đi đến điểm cuối cùng của chuyến đi, cố gắng hết sức hoàn thành phần còn lại. Bát Giới nói, sau khi sự việc kết thúc, Lão Trư muốn ăn một bữa thịnh soạn. Một hồi lâu sau, chiếc thuyền bắt đầu ngoi lên mặt nước, xung quanh xuất hiện rất nhiều sương mù, dùng mắt thường hoàn toàn không biết phương hướng. Lúc này Tiểu Bối đang lái thuyền lập tức hú lên một tiếng. Đây là bản lãnh của nhân ngư, họ có thể phát ra âm thanh mà người thường không thể nghe. Âm thanh kỳ lạ này sẽ vượt xa vạn dặm, rồi vọng ngược lại, họ có thể nhờ vậy xác định vị trí. Tiểu Bối công chúa đang dùng cách này tìm ra vị trí của Bỉ Ngạn trong sương mờ. Tiểu Bối nói, Bỉ Ngạn chắc không xa, ta nghe thấy những âm thanh khác, có thể là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có thể là của bọn Ngân Sa. Ngộ Tĩnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có bản lãnh này ư? Tiểu Bối nói, không biết, vị thần viễn cổ như hắn ai mà biết được, hắn có thể nhanh hơn chúng ta một chút. Sau một hồi tìm đường, họ đã đến nơi, mảnh đất Bỉ Ngạn xuất hiện trước mặt cả nhóm. Ngay trên đó là một con yêu thú, đó là sinh vật dị hình ở Bỉ Ngạn. Chúng không giống xà yêu, trùng yêu hoặc do sinh linh tu luyện thành tinh, chúng khi không mà được sinh ra. Được cái chúng khá hiền lành, mọi người bắt đầu đổ bộ lên bờ Bỉ Ngạn. Bạch Lang phát hiện nơi này yêu tính đáng sợ, không nghe thấy tiếng kêu của chim thú côn trùng. Đường Tam Tạng nói, chỗ này khác với thế giới bên ngoài, không có phép tắc sinh tồn gì, tất cả mọi việc đều xảy ra tùy ý. Thời gian cũng không có nghĩa, có thể ngàn vạn năm qua đều như vậy. Có một dòng chảy màu vàng kia sẽ chảy ra biển, nói không chừng có chút ảnh hưởng đến ngoại giới. Bát Giới nói, chẳng nhẽ là dòng nước cân bằng âm dương thế gian sao? Đường Tam Tạng nói, một giả thiết không tồi, nhưng không thể chứng minh được. Bạch Lang nói, vi diệu, đây chính là nơi sư phụ năm đó Tây Du, nghênh đón Kỳ Kinh, là một vùng đất thần thánh của Tiểu Vũ. Tiểu Bối lúc này nói, nay có kẻ đến sớm hơn chúng ta. Mọi người nghe vậy, lập tức tăng tốc, đi được một đoạn họ phát hiện xác của một con dị hình thú. Nhìn nó cực kỳ thảm, kẻ giết nó cực dã man. Tiểu Bối nói, chúng không biết công kích. Kẻ giết nó chỉ để xả giận, một kẻ tràn đầy oán khí, vết thương còn mới, hắn chưa rời khỏi lâu. Bạch Lang tiến tới hít mùi, nó phát hiện cái mùi này ta không bao giờ quên, là của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên. Đường Tam Tạng nói, xem ra mọi người chúng ta phải đi nhanh lên rồi.
Về phía ám ảnh thiên đế, ông cũng đã đặt chân tới Bỉ Ngạn. Ông nói, chúng ta thân là thiên thần cũng chưa từng đến được nơi này. Bỉ Ngạn thần bí, chỗ này rất rộng lớn, kẻ bảo vệ Bỉ Ngạn, Nhân Ngư biết rõ về nơi này. Ngân Sa nói, tộc Nhân Ngư kính nể Bỉ Ngạn, thường không chủ động lên bờ, cho dù là ta cũng không biết hết được nơi này. Bỉ Ngạn là tận cùng của thế giới, hoặc là sự mở đầu của một đất trời khác. Đây là bờ biển vô cùng rực rỡ, rộng lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám người Đường Tam Tạng có thể sẽ lên bờ ở chỗ khác. Bạch Sa nói, đến chỗ này thì cô hết giá trị rồi. Ngân Sa nói, ý gì đây? Bạch Sa nói, Nhân Ngư ở trên bờ không thể tác chiến đúng chứ? Ngân Sa nói, ngươi muốn thử không? Lúc này có người ra khuyên ngăn, hai vị tỷ tỷ đừng như thế, mọi người khó lắm mới đồng lòng, nên tương thân tương ái hay là chúng ta kết bái tỷ muội đi, thế nào? Lúc này ám ảnh thiên đế cười nói, các ngươi muốn làm gì thì đợi lấy được kỳ kinh rồi làm, chúng ta bây giờ đi sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã lên bờ ở chỗ khác. Tên ám ảnh thần nói, sau khi lấy được kỳ kinh thì làm gì? Ám ảnh đế nói, kỳ kinh tiềm năng vô hạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ nghĩ cách giải phóng sức mạnh của cô ta, sau đó dung hợp với bản thân, nếu như vậy hắn nhất định sẽ đi tiếp, chúng ta sẽ tập kích hắn ở kỳ điểm. Lúc này phía thiên không, Ngao Tuyết đang được Nhất Vạn Xích đưa tới Bỉ Ngạn. Trước đấy rất lâu, Nhất Vạn Xích đã tới Bỉ Ngạn cùng Cổ Long. Ngay lúc này Bỉ Ngạn đã xuất hiện trước mặt Ngao Tuyết, nó nói, Nhất Vạn Xích làm tốt lắm, chúng ta quả nhiên đã đến được Bỉ Ngạn. Nhất Vạn Xích bắt đầu hạ cánh, Ngao Tuyết thì bị quẳng sang một bên. Nhất Vạn Xích tiến tới nói, đẹp quá, trước đấy rất lâu từng đến đây, lúc đó không có nhìn kỹ chỗ này, thế giới thật thú vị. Ngao Tuyết nói, con chim kỳ lạ vô lo vô nghĩ phơi nắng mà lớn như cô đương nhiên là thấy thú vị, ta thì thấy ghét nó, chả thích chỗ nào. Này Nhất Vạn Xích, cô ngoan ngoãn ở lại đây, ta đi làm đại sự, gặp được ta ở đây, đám người Đường Tam Tạng nhất định sẽ bị dọa một phen. Đến với một nơi khác trên Bỉ Ngạn, Tiểu Vũ đang dần dần tỉnh lại, cô nhớ mình đã bị Thiên Tôn bắt đi. Ngay lúc này phía sau có tiếng nói, cô tỉnh rồi à, ta rất lo đấy. Xin lỗi, có dọa cô sợ không, uống chút nước đi. Tiểu Vũ cô nương, tạ trời tạ đất. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, ta cứ lo, cô hôn mê lâu lắm rồi. Tiểu Vũ nói, ông là ai? Hắn nói, ta là Vô Tâm, không phải sợ. Rồi hắn đặt nước xuống trước mặt Tiểu Vũ nói, nào uống chút nước đi, ta sẽ giúp cô hồi phục thể lực. Tiểu Vũ nói, ngươi làm gì đó, đây là đâu? Vô Tâm nói, đây là Bỉ Ngạn, ta không có ác ý, chỉ là thấy cô hình như bị thương, muốn chăm sóc một chút. Tiểu Vũ đứng lên nghĩ, mình đã ở trong Bỉ Ngạn rồi sao? Không sai, nội tâm cảm ứng được sự rung động không tầm thường. Kỳ điểm là vùng đất nơi mình được sinh ra, nó đang kêu gọi mình, cho mình thấy đã đến rất gần rồi. Vô Tâm nói, Tiểu Vũ cô nương, cô không sao chứ? Tiểu Vũ nói, sao ngươi biết tên ta? Ta nhớ là lúc đó đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đi. Vô Tâm nói, suýt, đừng gọi thẳng tên hắn, ở đây rất nguy hiểm. Hắn sẽ ra đây đó, hắn ở rất gần đây, hắn ở bất kỳ đâu, muốn thoát khỏi hắn là điều không thể. Hắn muốn làm tổn thương cô, ta đã khuyên hắn, xin hắn đừng làm vậy. Nhưng tiếc là hắn không thèm để tâm đến, chỉ đành nhân lúc hắn nghỉ ngơi lén chạy ra gặp cô, rồi hắn núp vào một cành cây nhìn ra xa. Tiểu Vũ tiến tới nói, xin hỏi ngươi và Nguyên Thủy Thiên Tôn có thần thích không? Vô Tâm nói, ta cũng không biết như nào nữa, ta rất sợ hắn, nhưng cho dù có chạy đến đâu hắn đều sẽ đột nhiên xuất hiện. Hắn mà xuất hiện là sẽ nhốt ta vào trong một căn phòng tối. Tiểu Vũ nói, trong căn phòng tối đó còn ai nữa không? Vô Tâm nói, còn có mấy người lận, họ đều rất sợ, nhưng sao cô lại biết? Tiểu Vũ nghĩ trong đầu, tại vì ta thấy được một số bạn cùng phòng trong căn phòng tối của ngươi. Lúc này trong mắt của Tiểu Vũ đã nhìn ra hình dạng thật của Vô Tâm, hình ảnh Thiên Tôn tà ác xuất hiện trước mặt Tiểu Vũ. Rồi Tiểu Vũ bỏ chạy. Vô Tâm tiến tới nói, khoan đã, Tiểu Vũ cô nương, một mình cô rời khỏi đây rất nguy hiểm,